Hội thảo tại Vatican khám phá thách đố của trí tuệ nhân tạo. Hôm thứ Năm 21 tháng 10 2021, một hội nghị chuyên đề về thách đố của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội loài người và ý tưởng về con người được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Đại sứ quán Đức cạnh Tòa Thánh tổ chức tại Vatican. Mục đích của hội nghị là thúc đẩy nhận thức tốt hơn về tác động văn hóa sâu sắc mà trí tuệ nhân tạo có thể có đối với xã hội loài người. Hội nghị chuyên đề sẽ có 6 chuyên gia từ các lĩnh vực khoa học thần kinh, triết học, thần học công giáo, luật nhân quyền, đạo đức và kỹ thuật điện. Các chuyên gia từ Viện Khoa học Anland về não, Đại học Goethe, Cao đẳng Boston và Google sẽ thảo luận về các câu hỏi liên quan đến trí tuệ nhân tạo và liệu nó có thể tái tạo ý thức, trí tuệ nhân tạo và những thách đố về triết học và trí tuệ nhân tạo và tôn giáo, và ý nghĩa của nó trong mối quan hệ với học thuyết công giáo. Hội thảo buổi chiều sẽ tập trung vào các hậu quả đạo đức và pháp lý phát sinh từ trí tuệ nhân tạo do các chuyên gia từ cơ quan nhân quyền của Liên minh châu Âu, Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino và Học viện Điện tử và Trung tâm Công nghệ Kỹ sư Điện và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đức cha Paul Tigg, Tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cho biết hội nghị đã được lên kế hoạch từ khoảng 3 năm trước, nhưng do đại dịch nên đã hoãn lại. Khi đó, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đang cố gắng thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn và tốt hơn về văn hóa kỹ thuật số nói chung, nhưng đặc biệt là những tác động có thể có của sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Đức cha cho biết hội đồng muốn cổ võ nhận thức tốt hơn về tác động có thể có của trí tuệ nhân tạo đối với toàn bộ các hoạt động của con người.